Thưa quý vị và các bạn, tối nay 21 tháng 4 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam Vinasa và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm giải thưởng Sao Khuê và trao danh hiệu Sao Khuê năm 2013. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tới dự buổi lễ. Các sản phẩm giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin tham gia đề cử giải Sao Khuê được bình chọn và đánh giá theo 4 nhóm gồm các giải pháp phần mềm thương mại tiêu biểu của Việt Nam, xét theo 22 lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành, các giải pháp thương mại điện tử tiêu biểu, các dịch vụ công nghệ thông tin tiêu biểu, xét theo 10 lĩnh vực dịch vụ, các sản phẩm giải pháp phần mềm mới của Việt Nam năm 2012-2013. Năm nay, trong danh sách sơ tuyển có 89 đề cử, qua 3 vòng đánh giá, thẩm định và bình chọn, 18 dịch vụ và 48 sản phẩm đã được công nhận danh hiệu Sao Khuê. Sản phẩm được đánh giá cao nhất đạt 5 sao là phần mềm mạng sau y tế, yteonline.vn của Công ty Cổ phần Cung cấp Giải pháp và Dịch vụ Công nghệ cao Việt Nam. Giải thưởng Sao Khuê được tổ chức từ năm 2003 nhằm tôn vinh công lao, đóng góp xuất sắc của các cá nhân tập thể cho sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam. Sau 10 năm, Sao Khuê đã thực sự trở thành danh hiệu mà nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin hướng tới.